Thưa quý vị, sáng nay tại quận Hải Châu ghi nhận nhiều đoạn đường bị ngập cục bộ do mưa lớn. Dù không có hiện tượng phương tiện hư hỏng, tắc máy, đứng đường hàng loạt, nhưng tình trạng đường ngập nước trong giờ cao điểm đã gây khó khăn cho người và phương tiện đi lại. Hoạt động kinh doanh của những hộ ven đường bị hạn chế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Có mặt tại ngã tư đường 30 tháng 4 và Ngô Tất Tố lúc 9 giờ sáng nay, dù trời đã ngớt mưa nhưng đường vẫn ngập nước. Hoạt động đi lại của người dân và phương tiện hết sức khó khăn. Cống thoát nước nhiều nơi vẫn nghẽn, người dân ở gần đó phải tự khắc phục như thế này. Cái đoạn đường này là mưa lớn là bị ngập, hình như là năm nào cũng đó, mưa lớn là ngập. Tất cả những lỗ này là đều biết hết, mưa ở đây là tầng hầm là nhà hàng là tràn ấy. Còn đây là đường Núi Thành, đoạn giữa hai đường 30 tháng 4 và Phan Đăng Lưu, nước vẫn ngập hơn nửa bánh xe dù trời đã ngớt mưa khá lâu. Do mực nước cao, chỉ cần một chiếc ô tô đi qua, sóng nước sẽ tràn hết lên vỉa hè, hắt vào nhà dân. Các nhà mặt tiền, đoạn đường này, người dân phải tự khắc phục bằng việc che chắn, ngăn nước tràn vào nhà. Phương tiện di chuyển lên vỉa hè, mọi hoạt động buôn bán nhỏ phải dừng hẳn. Đang mà làm cái đoạn đường mà cái cống cho thoát cho kịp, chỉ có đứa thôi. Chứ còn nước ở trên tất cả các nơi lẫn cứ tung xuống đoạn đường này là ngập liền. Mưa trong vòng chỉ cần một tiếng đồng hồ là ngập. Thì hắn lên mà nước mà nước đai mà gặp xe lớn mà chạy ngon qua nữa là cứ dậu vô. Cha như thế đó, mỗi lần mà nước lên là chỉ cha trắng được, chừng mô là trắng thôi. Là quận trung tâm thành phố, mật độ người và phương tiện lưu thông đông đúc. Việc ngập cục bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường khiến cho hoạt động đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân gặp vô vàn khó khăn.